Căn hộ 5 tầng của chúng tôi có 5,5 căn nhà đầy nắng ở tầng trệt và sân sau xanh tươi tuyệt đẹp là những tài sản không thể phủ nhận đối với chủ sở hữu. Nó nằm trong một khu phố đang bùng nổ, với nhiều dịch vụ địa phương. Thu nhập hàng năm hiện tại của nó là 53.640 đô la cho phép đầu tư tối đa và những người thuê nhà đáng tin cậy và không gặp rắc rối. Do đó, khoản đầu tư có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn nhiều so với việc mua một căn hộ.